Hello, xin chào chị và các bạn. Trước mắt anh chị là những chiếc điện thoại Nokia 6.3 full box. Không phải 6.3 nữa, cái này 6.3.0.3. Đó, nó có đốc sạc đi kèm. Máy mới nha. Bây giờ em sẽ mở nguồn cho chị xem. Để bên bên đi, thí dụ đây. Đây máy mới nè, thấy không? Cái sườn nó cũng lạ hơn sườn ta nữa chưa? Đây. 6.3.0.1. Rất là đẹp. Mấy con này là 6.3, 6.3i á. 6.3i lại 6.3 này là mới lạ. 6.3.0.1 này mới lạ. Đây em mở nguồn cho thử. Ví dụ. Đó. Nó sẽ chạy lên logo nhà mạng nha anh chị. Bàn phím cũng màu khác nữa không? Đây logo nhà mạng đúng của nó luôn. Đó. Kiểm tra đời máy. Sao thăng 0000 thăng 6.3.0.1 thấy chưa? GM322. 6.3 là GM27. Đó, anh chị cứ coi vậy thôi. Coi đây chức năng gì hơn khác không? Nó có wifi luôn anh chị thấy không? Wifi thì nó dùng wifi thì anh chị mua sim, bỏ sim vô tự mò đi. Chứ em chưa vô mạng thử coi. Tại máy nó ít có vô mạng lắm. Đó. Hiện tại có 7 cây. 7 cây. Con này là 63, 63 thường. Hàng mới, nhà mạng Organ luôn. Đó. Đúng ra những cái 63 đó thì trong hộp nó không có đốc nha anh chị. Nó chỉ có 6.3.0.1 mới có đốc thôi. Nhưng mà đợt này là em về 7 cây là có 7 đốc luôn. Cho nên anh nào mua 6.3 thường em cũng tặng đốc luôn. Chứ không để làm lại làm cái gì. Coi như là kỷ niệm cho khách nào đam mê. Đó, đẹp không? Mấy con này xài là xuất sắc luôn nha anh chị. Cầm mới lạ. Chưa? Có điều kiện thì chơi mấy con này. Còn không có điều kiện thì chơi mua hàng thay vỏ 550 xài. Nó vậy. Đó, cái này là hàng mới nhưng mà không có hư luôn luôn của nhà mạng. Cũng đẹp lắm. Đó. Quay được cây cho anh chị xem. Đẹp xuất sắc luôn. Bữa giờ có anh nào mà hay gọi em á, mà hỏi mua 6.3 mà full box á, thì nếu mà coi clip này được thì alo lại giùm em nha. Tại có nhiều anh em lâu lắm rồi em không nhớ số điện thoại á. Đó, trong hộp thì nó có hàng đầy đủ hàng. Đó, pin zin, cục sạc zin, tai nghe zin. Đó. Hộp thì nó có ghi đầy đủ luôn, đời máy này hoàn toàn. Chứ không phải là vậy bạ, đó. Còn có email nào đẹp không? Em mới về em không để ý nữa. 66 nè. 99 nè. 3681. 24. Không có nào đẹp nhưng mà nói chung là không có sao. Mua điện thoại xài thì chứ đâu có email làm gì. Đó. Không, anh chị nào mua cứ liên hệ bên em nha. Chùm máy cổ chấm vn. Chùm máy cổ chấm vn. Để mở cái email này coi thử, cho thử coi thử nha. Nắp. Chị nắp zin đẹp không? Nắp zin thì góc cạnh thì nó bị không bị cong. Thấy không? Thôi email bên trong. Đó, sát gần luôn. Model 6.3.0.1. Đẹp xuất sắc luôn. Ốc nè, chị thấy ăn ốc zin đẹp không? Sườn zin đẹp. Rồi, ok. Hôm nay đang buổi sáng em mới em uống cà phê em quay clip cho chị xem luôn. Đang hứng mà. Đây. Cà phê. Rồi ok. Cứ liên hệ bên em nha. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Chúc buổi sáng vui vẻ.